Tiếp truyền thống của gia đình. Cũng chính nhờ được học tập, rèn luyện và phấn đấu trong môi trường quân đội mà tôi ngày càng trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Từ nhỏ, tôi đã rất thích tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử của ông cha ta, nhất là những giai thoại về nghệ thuật chiến đấu chống giặc. Tôi mới thấy là, hóa ra, lịch sử dân tộc Việt Nam lại có những giai thoại hay và hấp dẫn đến như vậy, không hề thua kém so với các dân tộc khác. Càng đọc, càng tìm hiểu truyền thống chống giặc của ông cha ta mới càng cảm thấy tự hào và cảm phục người xưa. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã ít nhất một lần cảm thán. Nước Việt Nam ta so với các cường quốc thì rất nhỏ bé, nhưng tại sao lại có những chiến thắng vang dội đậm chất sử thi và lưu truyền đến ngàn đời sau như vậy? Ông cha ta ngày xưa chỉ với lực lượng ít ỏi, vũ khí thô sơ, nhưng tại sao vẫn chiến thắng rất nhiều đạo quân xâm lược hùng mạnh đến như thế? Nếu các bạn cũng đang muốn tìm lời giải cho những câu hỏi đó, hãy thử một lần tìm đọc quyển sách này. Sa Thát và ông cha ta đánh giặc thế nào của tác giả Hoàng Đạo Thúy. Vậy quyển sách này có gì hay và đặc biệt, hãy để tôi giới thiệu cho các bạn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Hoàng Đạo Thúy, ông sinh năm 1900 đến năm 1994, là nhà giáo dục, nhà biên khảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng ở Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thời trẻ, ông học trường bưởi. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy học và tích cực tham gia các phong trào cứu tế xã hội, truyền bá chữ quốc ngữ và là thủ lĩnh của phong trào hướng đạo sinh Việt Nam. Sau năm 1945, ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đương thời cho đến khi về hưu. Thời điểm cuốn sách Sa Thát và ông cha ta đánh giặc thế nào ra đời là vào cuối những năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống Pháp vừa giành thắng lợi vẻ vang, thì cũng là lúc người Việt Nam chuẩn bị đối mặt với cuộc kháng chiến chống Mỹ gian nan. Trong bối cảnh đó, nhằm mục đích cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân đội và nhân dân Việt Nam, Hoàng Đạo Thúy đã viết hai tác phẩm Sa Thát và Ông cha ta đánh giặc thế nào như lời hiệu triệu của truyền thống lịch sử oai hùng. Lần này, nhà xuất bản Nhã Nam và nhà xuất bản Dân Trí đã hợp tác đưa hai tác phẩm này vào một quyển sách. Về bố cục, quyển sách gồm hai phần. Nhóm Sa Thát là bản tóm lược chi tiết về ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của quân dân nhà Trần ở thế kỷ 13. Thì Ông cha ta đánh giặc thế nào tái hiện như gần như toàn bộ lịch sử chiến đấu chống giặc ngoại xâm của người Việt, từ câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương chống giặc Ân ở đời vua Hùng thứ 6 đến cuộc chiến quét sạch quân Thanh khỏi bờ cõi của vua Quang Trung ở thế kỷ 18. Các câu chuyện được tác giả kể lại một cách hết sức xúc tích và giản dị. Sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết của quyển sách này. Trong phần thứ nhất, phần Sa Thát gồm có 5 chương kể về chi tiết cuộc chiến chống giặc Nguyên của quân dân nhà Trần. Hai chương đầu nói một cách khái quát về những truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha ta từ thời các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền đến thời triều đại nhà Lý, nhà Trần và giới thiệu về đất nước Mông Cổ, cách mà quốc gia này trở nên hùng mạnh, quân đội Mông Cổ trở thành cỗ máy chiến đấu ghê sợ với các quốc gia từ Á sang Âu. Đến chương thứ 3, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất năm 1257
Chương này nói về chuyện Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân dân ta chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ nhất. Trong phần này có rất nhiều câu chuyện về sự tàn độc và sắc nhiễu của quân Nguyên, bên cạnh đó cũng thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, quyết tâm ngút trời của quân dân nhà Trần. Tác giả đã kể rõ về cuộc chiến gian khổ không cân sức với giặc Nguyên. Đặc biệt còn có trích đoạn một phần của bộ biên thư yếu lược và bài hệt tướng sĩ lẫy lừng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chương thứ tư, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai năm 1284. Chương này nói về hai cuộc hội nghị làm xoay chuyển vận mệnh của cả dân tộc, đó là hội nghị Bình Than và đại hội Diên Hồng. Hội nghị Bình Than là hội nghị có sự tham gia của vua quan nhà Trần để khích lệ tinh thần các tướng sĩ. Lần này quân Nguyên do thua trận đợt trước nên quyết tâm xâm lược nước ta lần nữa, lấy cớ là mượn đường để sang đánh chiếm vùng khác, nhưng cốt lõi là để xâm chiếm nước ta. Quân dân nhà Trần thấy rõ mưu đồ của giặc nên đã quyết tâm chống trả. Phần này cho ta thấy rõ hơn quyết tâm, ý chí đồng lòng trong người như một của quân dân nhà Trần. Đúng như câu nói của Bác Hồ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khi đối mặt với quân đội hùng mạnh, hung hãn, tàn bạo như quân dân nhà Trần vẫn hừng hực khí thế, ta mới càng hiểu thêm được binh pháp và sự thông minh khôn khéo của ông cha ta thời trước. Phần này có nhiều câu chuyện với tình tiết lôi cuốn về việc chiêu mộ các tướng kỳ tài của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Có lẽ các bạn cũng từng nghe câu chuyện Phạm Vũ Lão ngồi tập trung đan sọt mãi nghĩ vực nước mà bị giáo đâm chảy máu vẫn không hề hay biết. Chương thứ 5, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ 3 năm 1287. Phần này kể về cuộc chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ 3 của quân dân nhà Trần. Nước Nguyên chiếm xong nửa thiên hạ, vậy mà lúc này quân Nguyên đã thua nước ta 2 lần. Đối với nước Nguyên mà nói đây là điều thảm nhục. Nước Nguyên đang định đánh Nhật Bản nhưng quyết tâm dồn quân đi đánh nước ta. Lúc này quân dân nhà Trần đã sẵn khí thế, kinh nghiệm chiến chiến được bồi đắp, càng có thêm quân binh tinh nhuệ, tướng lĩnh tài giỏi nhưng vẫn không chủ quan khinh giặc. Nước Nam ta dân no và đồng tâm, quân tinh tướng giỏi, mọi người đồng lòng với giặc thì thắng giặc là điều tất yếu. Trong phần này còn có bản di chúc của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Phần 2, ông cha ta đánh giặc thế nào? Phần này khái quát về toàn bộ sự chống giặc của ông cha ta, từ chuyện Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân đến chuyện Hai Bà Trưng chống quân Hán, từ lịch sử Ngô Quyền đại chiến trên sông Bạch Đằng đến chuyện Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lược, từ chuyện Trần Hưng Đạo ba lần thắng quân Nguyên đến cuộc chiến kết sập quân Thanh khỏi bờ cõi của vua Quang Trung. Những câu chuyện được kể lại một cách hết sức chân thật, xúc tích nhưng chứa chan niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc. Sau khi đọc quyển sách này, tôi càng hiểu và tự hào hơn về truyền thống yêu nước, về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó lại kể đến ý chí kiên cường bất khuất và tinh hoa nghệ thuật quân sự qua các cuộc chiến của ông cha ta. Những điều đó càng vun đắp cho tôi động lực để vững bước trên con đường binh nghiệp. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn được đắm mình trong dòng lịch sử hào hùng của dân tộc? Bạn có muốn được cảm nhận sự kiên cường bất khuất của ông cha ta trước những đạo quân hung hãn và tàn bạo? Bạn có muốn tìm hiểu hơn về những trang sử hào hùng và bi tráng từ ngày dựng nước giữ nước rồi mở mang bờ cõi trở thành một mảnh giang sơn đẹp đẽ như ngày nay? Hãy tìm đọc cuốn Xác Thát và ông cha ta đánh giặc thế nào. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ thấy được ngọn lửa truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm, bản lĩnh rắn rỏi, ý chí khát vọng của ông cha ta đang cháy hừng hực trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Khắc ghi đời đời xương máu dòng tiến ơi, còn đầy kiên trung bất khuất như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt